Chào bạn, mình là Hưng Thì hôm nay mình sẽ đi thẳng vào chủ đề luôn Đó, thì như các bạn đã biết thì Các bài tập liên quan đến mảng Ở trong Java Ở trên trường ấy Thì như các bài tập ví dụ như là tính tổng này Tính trung bình cộng này, tìm số lớn nhất Tìm số bé nhất trong mảng này In ra các số chẵn, in ra các số chia cho 3 Vân vân, mây mây thì thường để làm các bài tập đấy thì các bạn sẽ sử dụng các vòng lặp như là for hay là while hay là do while đúng không? thì ở hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách nó đơn giản hơn giúp tiết kiệm thời gian và và làm cốt của các bạn đẹp hơn đó là cần sử dụng cái thằng stream của trong array của Java thì lưu ý một chút là những kiến thức này thì có thể các bạn đã biết rồi hoặc có thể các bạn chưa biết bởi vì tùy từng trường mỗi giáo trình nó sẽ khác nhau nó nên là mình sẽ nên là nên là nếu như mà các bạn cảm thấy không phù hợp thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết ok mình sẽ đi vào luôn Uh, thì đầu tiên nhé, đầu tiên nhé, thì stream trong Array nghĩa là gì? ở à, đây không phải stream đơn giản nhất đấy, khái niệm đơn giản đây stream trong Array nghĩa gì? thì các bạn cứ hiểu nó là một cái class tổng hợp các phương thức để các bạn có giúp các bạn có thể thao tác với mạng một cách tiện lợi nhất. từ đấy thì sẽ giúp các bạn code ngắn gọn hơn, đấy. đồng thời thì những ông cốt đời đỡ phải đau đầu khi giải quyết các phật, thuật toán phức tạp đó chỉ cần hiểu cái dòng cốt của mình chạy như nào được và cái quan trọng nhất là nó sẽ tăng view cho cái video này đó. ok nếu nói một cái ngắn gọn hơn một chút thì các bạn cứ tưởng tượng nó là các bạn khi mà các bạn thao tác mảng ấy với cái thằng stream này thì các bạn đang sở hữu găng tay vô cực ấy. đấy nó có đính đủ 6 viên đá hạn đấy thì các bạn có thể thao tác với mạng thông qua một cái búng tay đấy hay là một vài dòng cốt gì đấy thì mình sẽ đi vào ví dụ đầu tiên để cho các bạn dễ hiểu hơn. Đó là ví dụ đầu tiên đó là việc tính tổng của các phần tử trong mảng. Ok. Thì mình lần này mình sẽ sử dụng công cụ đó là Netbin. Đấy, mình sẽ sử dụng công cụ Netbin. Đầu tiên mình sẽ tạo mới một project trước đã. New project. Java application. Like. À, mình sẽ đặt tên là Stream stream array in java. Đó. Rồi bấm finish các bạn chờ một chút xíu nhá. Đợi cho nó khởi tạo lên trước đã. Rồi, thì đi vào vào ví dụ đầu tiên thì code chắc chắn là các bạn sẽ viết ở trong cái hàm uh, void main này rồi. Đấy ví dụ đầu tiên ví dụ 1 ví dụ một tính tổng ok tính tổng ở đây mình sẽ ừ, làm này không 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 hợp lý lắm nếu thế thì mình sẽ làm đây đi à, mình sẽ public public voice ví dụ 1 ví dụ 1 tính tổng tính tổng mà môn mã ok Ok, ví dụ một tính tổng mạng của một mảng vào đây mình sẽ khai báo một cái stream in array stream in stream array in array mình sẽ đặt là st đi, đấy, bằng stg đấy, stg bằng lưu một cái stream in array. đó, chính là cái class này này đó, và sau đấy thì mình sẽ gọi cái stg chấm ví dụ một đó ok chưa Đấy. <laughs> tính tổng một mảng ở đây thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ khai báo một mảng kiểu int nhá mình khai báo một mảng kiểu int này ờ uh, arr bằng new in này ở trong này sẽ có một vài phần tử gì đấy một này một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười phẩy mười một phẩy mười hai phẩy mười ba phẩy đấy ví dụ có 15 lăm phần tử như này chấm vậy rồi xong sau khi đấy xong nhá thì nếu như mà cách thông thường thôi cách thông thường này cách thông thường thông thường thì mình sẽ khai báo một biến in t s này bằng không chấm vậy sau đó mình sẽ có thể dùng nhiều vòng lặp nhé không nhất thiết là một vòng lặp for đâu ở đây mình sẽ dùng vào một for uh, uh, đây chính xác for là thằng này ở, ok chưa inter c và đây mình sẽ gọi s bằng s s cộng bằng với lại cái thằng z này đúng không Đấy rồi sau đấy ở đây thì mình sẽ system chấm out chấm print tổng Mà arr bằng và mình cộng thêm cái biến S kia rồi bấm shift F6 để chạy chương trình này rồi chương trình đang build rồi nhá các bạn chờ một xíu đó tổng của một mảng bằng 120 ok các bạn phải tính <laughs> tính tính xem có đúng bằng lấy máy tính cộng ra xem có đúng bằng 120 hay không rồi bây giờ đến cách thứ hai này. cách hai này, mình sẽ sử dụng cái thằng stream của stream array.stream nhá đấy cách 2 đấy thì ở đây mình sẽ khai báo ở biến cũng một biến s 1 đi s 1 đi đấy bằng đấy mình sẽ gọi này array các bạn gõ cho mình a array s gì chấm này oh, ô chết array chấm này à quên À, đợi mình các bạn mình làm hơi nhanh các bạn chờ xíu khi các bạn gõ đây nhá các bạn nhấn Ctrl Shift Y cho mình đấy, để là import import cái thư viện thư viện ở này vào này đấy sau đó các bạn chấm stream chấm stream đây chính xác đấy thì mình chuyển truyền vào cái arr của mình đấy, arr của mình rồi mình chấm tiếp rồi mình chấm tiếp đó là chấm zoom đó chấm phải Rồi, và mình sẽ copy cái dòng này. Mình paste xuống dưới này. Và đây mình thay bằng biến S1. Đó, xong chưa? vậy nếu như mình bấm đăng chương trình thì sao? Đó, thì như các bạn đã thấy thì tổng của bảng cũng là 120 nhưng các bạn đỡ với mất công uh, cốt những cái dòng cốt này hơn. Đó, đấy là cái tác dụng cơ bản của thằng stream nó sẽ làm giúp các bạn ngắn gọn hơn. Đấy, thì sau tiếp theo video từ đây tiếp theo video này mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn à, các cái hàm của chị của cái thằng stream này ok chưa rồi thì cái thao tác cơ bản thứ hai đấy thao tác cơ bản thứ hai đấy thao tác cơ bản thứ hai nó chính là cái việc à, tính ra trung bình cộng đúng không trung bình cộng trung bình cộng thì đơn giản thôi đấy trung bình cộng thì cái cách cơ bản nhất nhá cách cơ bản nhất thì các bạn có thể hiển thị một cái số đây đấy và các bạn gọi là s 1 chia cho cái thằng arr chấm nói đấy rồi mình bấm run 120 đấy chứ mình cộng của nó sẽ là 8 đúng không đó đấy. đấy là cách là cái cách, cách đơn giản nhất đấy. rồi tiếp đến nữa nhé đến cái để mình sẽ Uh, tính trung bình cộng này mình comment lại ở đây tính trung bình cộng hmm, bình cộng ok Đấy, tính trung bình cộng <laughs> rồi tiếp đến nữa này tiếp đến nữa là cái việc hiển thị in in ra màn hình ấy. thì ví dụ như ở đây mình sẽ copy cái dòng này ở đây in ra màn hình mình paste xuống dưới này in ra màn hình này. đấy thì nếu như cách phổ biến nhất thì các bạn có thể dùng cái này system trên print và các bạn hiển thị ra chữ gì đúng không? Đấy shift 6 thì nó lập tức nó sẽ hiển thị ra một hai bóng nó số đến 15. Ok chưa? Thì ở trong uh, stream uh, trong cái thằng array.stream ấy nó có một cái thằng nó có cái thằng nó gọi là x Đó, đây mình sẽ một thằng phổ ích mình sẽ copy dòng này nhá rồi đây in ra màn hình cách 2 đấy cách hai này đấy ok thì mình mình lại tiếp tục thôi mình lại tiếp tục gọi array rồi array chấm stream stream chuyển vào cái thằng array này chấm tiếp này các bạn chấm tiếp các bạn gọi cái hàm for x cho cho mình ở à, chết rồi chuyên nhầm rồi chuyên nhầm chuyên nhầm không phải ở đây này for x đấy, các bạn nhìn lên for x ở đây không Đấy, enter đấy, ok thì cái action thì các bạn sẽ viết ở trong này đấy, action nó sẽ như nào cái cú pháp viết action ở trong for x này đầu tiên các bạn khai báo một biến này mình sẽ khai báo biến e e hay y đều được nhá đấy đây là cách các bạn đặt tên thôi các bạn cho mình một cái dấu mũi tên như này tiếp theo đó là một cái giống mà thì lúc na là các bạn sẽ for sau các bạn sẽ đọc ra từng phần tử trong cái này ở đây kia mỗi mỗi phần tử nó sẽ tên là e đấy, chính xác nó là sẽ là như thế như ở đây mình sẽ copy mình sẽ system không phải copy mà là ship tùm chấm chấm out chấm out print mình hiện ra thằng e kia đó rồi mình bấm run kết quả sẽ được như thế này này đó ok chưa đấy đấy là ví dụ một Đấy, đây là ví dụ một của cái, một ví dụ đã khá là thao tác, khá là cơ bản ấy, của cái thằng stream. Ừ. Ok, thì video của mình sẽ, ở những video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn nhiều cái phương thức để tương tác với cái thằng Array mà khi các bạn dùng cái thằng stream này hơn. Ok, video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn là được trình vui vẻ.